lại là mình trong trong ngôn ngữ đây và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ngân hàng uh, rất là hay ho đây là cái ngân hàng uh, online duy nhất tại pháp mà các bạn có thể dùng thẻ miễn phí là một đường một đường các bạn hoàn uh, toàn có thể để tiền mặt tại cái cây A, uh, atm của ngân hàng uh, bnb đấy là ngân hàng hello bank thì uh, hello bank bình thường thì người ta rất ít có offer uh, người ta có offer tuy nhiên thì offer nó rất là bé cái lượng tiền thưởng tiền thưởng nó rất là bé so với các cái ngân hàng khác ví dụ như là ngân hàng Puxolama hoặc là Fortunio mà trên kênh trạm ngôn ngữ chúng ta mình đã giới thiệu rồi hôm nay thì mình sẽ giới thiệu Hello Bank bởi vì là Hello Bank cái thời điểm hiện nay đang có offer rất là cao offer này chỉ dành riêng cho các bạn mở dưới sự giới thiệu của trạm ngôn ngữ chúng ta đây là cái trang web của Hello Bank bình thường nếu như các bạn mở một mình thì các bạn chỉ được 50% cái giảm giá của 12 tháng tức là một năm sử dụng đầu tiên của cái thẻ Hello Prime hoặc là uh, những à, cái thẻ khác thôi còn à, chúng ta nếu như chúng ta à, là sinh viên chúng ta không có thu nhập chúng ta mong muốn ở ngân hàng online để chúng ta có tên thường chẳng hạn đúng không à, hoặc là các bạn à, có thể mở ngân hàng online để các bạn có thể dùng song song với ngân hàng offline nếu như mà ngân hàng offline có một cái vấn đề gì đấy như là mình đã đề cập trong những cái video trước rồi thì các bạn hoàn toàn có thể xem xét và hoàn toàn có thể mở Hello Bank Với mình thì trải nghiệm với mình đã 4 năm sử dụng Hello Bank Thì mình hoàn toàn hài lòng với cái dịch vụ của họ Với Hello Bank thì các bạn có thể chat ngay với cái công xe Tức là cái action của người ta Nếu như mà các bạn có cái vấn đề gì trong cái việc chuyển tiền Trong cái việc nhận tiền hoặc là trong cái việc nhận tiền thưởng chẳng hạn Các bạn có thể là gửi tin nhắn trực tiếp Và người ta sẽ trả lời các bạn trong vòng 48 giờ thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn uh, cái ngân hàng hello bank này uh, và nếu như mà các bạn đang là khách hàng của cái ngân hàng bnb paribas thì các bạn mở ngân hàng hello bank thì cái hồ sơ của bạn được valide tức là được xác thực rất là nhanh và bình thường thì mất khoảng 2 đến 5 ngày làm việc thì các bạn hoàn toàn có thể là được validate hồ sơ và sau đấy là khoảng uh, Uh, 20 ngày gì đấy thì các bạn sẽ nh nh nhận tiền thưởng đúng nào và sau khi mà các bạn nhận tiền thưởng mình cũng nhận tiền thưởng thì mình sẽ uh, chuyển cho các bạn thì đây là cái trang uh, uh, cái trang đấy nếu như mà các bạn mong muốn là uh, mở ngân hàng uh, thì các bạn hoàn toàn có thể là điền vào đây đúng nào điền các cái tên nông né song họ này đúng không nào và sau đấy là tên của các bạn và sau đấy địa chỉ email và sau đấy là cái confirm cái địa chỉ email của các bạn xác nhận địa chỉ thư điện tử bởi vì chỉ thư điện tử, điện tử đã rất là quan trọng đối với cái việc mở ngân hàng online các bạn sẽ liên hệ với người ta qua thư điện tử là chính và người ta cũng sẽ liên hệ với các bạn qua thư điện tử là chính đấy là cái phần giao diện tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái offer một trăm dành cho mình và 80 mươi dành cho các bạn nhiên mà nếu như mà các bạn mở ngân hàng dưới dự giới thiệu của mình thì mình sẽ trích ra 50% tiền thưởng của mình cho các bạn tức là mình sẽ trích ra 50 euro từ 100 euro, à, kèm theo các bạn được 80 euro nữa tổng các bạn sẽ được là 130 euro đúng không nào? cái số tiền không hề nhỏ đối với các bạn sinh viên à, ngày trước thì mình cũng là sinh viên và cái mong muốn của mình là mở ngân hàng online để à, mình có thể là nhận tiền thưởng và sau khi mà mình sử dụng với ba ngân hàng online chính tại pháp là ngân hàng Pusorama, ngân hàng Fortunio và ngân hàng Hello Bank thì mình hoàn toàn hài lòng. Bởi vậy cho nên là mình hoàn toàn tin tưởng cái dịch vụ người của người ta và mình sẽ giới thiệu các bạn trong những cái uh, sử dụng cái ngân hàng như thế này và hướng dẫn các bạn mở uh, khi mà các bạn mong muốn mở ngân hàng online với sự giới thiệu của mình đúng không nào? À, thì đấy các bạn đều biết là mỗi năm thì mình sẽ có 10, uh, 10 cái, uh, Chỉ số mình giới thiệu các bạn là chỉ có 10 bạn thôi Vì vậy cho nên mà nếu như các bạn nhanh tay Các bạn inbox cho mình thì các bạn sẽ được Và nếu không thì các bạn đành phải chờ năm sau Hoặc là dịp sau nữa đúng không Thì uh, đối với các bạn là sinh viên Thì mình luôn khuyến khích các bạn là hãy mở cái Hello One à, Tức là nếu như các bạn là sinh viên Các bạn uh, điền hồ sơ thì máy À, nó sẽ tự động gửi cái uh, thẻ mà nó phù hợp với các bạn, uh, cho các bạn, đúng không nào? À, thì vì vậy cho nên mà các bạn chọn cái thẻ mà phù hợp với tình, điều kiện và tình hình tài chính của các bạn Giấy tờ thì cũng giống như là Buxorama và ngân hàng vật lý khác, Fortunio, đúng không nào? À, Societe Generale thì gồm có passport, gồm có visa hoặc là titre de Saison, đúng không nào? hoặc là cái hóa đơn điện nước hoặc là hóa đơn điện thoại của các bạn trong vòng 6 tháng đổ lại để người ta validate cái địa chỉ của các bạn và một ngân hàng vật lý và nếu như các bạn chưa có ngân hàng vật lý thì các bạn hoàn toàn có thể là inbox cho mình có facebook chạm ngôn ngữ hoặc là vào cái fanpage ngân hàng online đầu tư tài chính tại pháp trong cái chuỗi video này thì các bạn đều Uh, đã biết rồi đúng không nào uh, Thì mình sẽ giới thiệu các bạn Mở ngân hàng Societe Generale chẳng, chẳng những được uh, miễn phí Mà các bạn uh, được thưởng 120 euro uh, Là tổng đúng không nào uh, Thì sơ sơ mở những mấy cái ngân hàng như thế này thì các bạn cũng đã được khoảng 500 600 euro rồi đúng không nào một cái khoản tiền không nhỏ không hề nhỏ tí nào đối với các bạn là sinh viên nếu như các bạn đi làm thêm thì các bạn làm rất là vất vả mới được mấy chục euro một ngày đúng không thì qua cái mở ngân hàng chỉ cần 5 phút điền hồ sơ nhưng thế nhưng các bạn đạt được cái tin thưởng rất là cao và phục vụ cho mục đích của các bạn đúng không nào đấy còn nếu như mà các bạn uh, sử dụng cái thẻ Hello Premium và Hello uh, Premium này trong vòng một năm uh, thì sẽ được giảm 50% phần cái cái phí mà người ta duy trì uh, cái tài khoản của các bạn tuy nhiên nếu như các bạn là sinh viên thì mình luôn khuyến khích các bạn là uh, chọn cái Hello One Thế cái thẻ Hello One sẽ hoàn toàn miễn phí đúng không nào không có phí gì cả và các bạn có thể điền debo tiền mặt trực tiếp tại cây uh, BNP 3G3 đúng không nào đấy uh, thì các bạn có thể mở ở dưới dạng individual hoặc là doang nếu như mà các bạn đang ở, ở dưới dạng couple các bạn đang ở với người yêu của các bạn chẳng hạn đúng nào hai bạn có thể là mở ngân hàng với nhau để các bạn có thể là trích ra một cái tiền phù hợp với cái dự án của các bạn trong tương lai đấy là tùy các bạn thì các bạn cung cấp cho mình những cái gì thứ nhất là các bạn inbox cho mình và cung cấp cho mình cái địa chỉ thư của các bạn tên của các bạn và số điện thoại của các bạn để mình gửi cái thư giới thiệu cho các bạn qua địa chỉ uh, email và sau đấy là các bạn hoàn toàn có thể tự mở được một cách rất là đơn giản đúng không? À, về cái cách mở như thế nào thì mình cũng đã như là các ngân hàng khác Buxoma và Fortunio thì các bạn nên bật bằng máy tính và dùng trình duyệt Firefox uh, nếu như các bạn đang ở Pháp đúng không? À, các bạn ở Việt Nam các bạn quen dùng cốc cốc sang bên này các bạn dùng cốc cốc thì thành ra là các bạn trong quá trình mở các bạn gặp rất nhiều khó khăn Và có thể là hồ sơ của bạn không đến nơi Và có rất nhiều những cái ức chế trong khi mở Bởi vậy cho nên mà mình luôn khuyên, khuyên các bạn là hãy dùng trình duyệt Firefox Và sau đấy là scan giấy tờ rất là rõ ràng, cẩn thận nào Nếu như các bạn chụp thì các bạn phải chụp hết góc Và các bạn chụp rõ ràng để khi mà các bạn tải giấy tờ của bạn lên Để validate hồ sơ cái bước cuối cùng Thì các bạn không mất thời gian chờ đợi Và hồ sơ của bạn sẽ dễ dàng nhận hơn, đúng không nào À, tiếp theo nữa là đây là cái điều khoản nếu như mà mình nhận được 100 euro và nếu như các bạn nhận được 80 euro thì về phía mình và về phía các bạn thì mình phải gửi cái uh, uh, các bạn phải inbox cho mình trong cái khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 8 lúc 15 giờ cho tới ngày 11 tháng 8 uh, lúc 10 giờ là kết thúc cái offer này và sau đấy là sẽ có người ta sẽ điều chỉnh mức thưởng và thông thường mức thưởng sẽ thấp hơn 100 euro mình thấy à, khá là cao đối với Hello Bank rồi. Nào vì vậy cho nên các bạn cần phải liên hệ với mình sớm càng sớm càng tốt nếu như các bạn có ý định mở đúng không và mình rất khuyên các bạn là hãy mở những cái ngân hàng như thế này bởi vì là phục vụ cho các bạn nếu như các bạn là du học sinh hoặc là nếu như các bạn là thương gia chẳng hạn thì cũng rất là cần thiết đúng không tiếp theo nữa là các bạn uh, uh, đây đây là điều kiện của các bạn đúng không uh, thì các bạn phải uh, là người mở có tài mở ngân hàng Hello Bank lần đầu tiên giống như tương tự các cái uh, ngân hàng khác thôi đúng không nào. Và cái uh, cái sự mở của các bạn phải hoàn thành đúng không nào. Uh, uh, trước 15 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2022 đúng không nào. Uh, đấy. Uh, tiếp theo nữa là gì? À uh, Tiếp theo nữa đây là những cái vấn đề mà người ta sẽ giới thiệu với các bạn đối với những cái thẻ khác Ví dụ Hello Cream và Hello Cream Duo Sở dĩ hai cái loại thẻ này các bạn phải trả phí duy trì hàng tháng Mặc dù cái phí duy trì nó nhỏ thôi Tuy nhiên thì các bạn có cái platform nó cao Nó phù hợp với các bạn mà các bạn có mong muốn là buôn bán hoặc là làm chủ doanh nghiệp gì đấy đúng không nào Hoặc là các bạn làm chủ nhà hàng Ví dụ thế đúng không? Thì hầu hết khách hàng mở với mình là uh, các bạn sinh viên vì vậy cho nên mà mình giới thiệu các bạn mở uh, chọn cái thẻ hello one uh, thì sẽ phù hợp các bạn hơn và tất nhiên thì sau khi mà hồ sơ các bạn được validate rồi thì các bạn có thể là chuyển cái khoản tiền nhất định để các bạn validate hồ sơ cái khoản tiền này thì các bạn cũng sẽ đổ vào cái tài khoản của các bạn và các bạn sẽ sử dụng nó thôi chứ không mất đi đâu cả cho nên các bạn không phải lo đúng không à, tiếp theo nữa là cái số tiền 80 mươi sẽ uh, chuyển về tài khoản các bạn tức là tiền thưởng dành cho các bạn đấy uh, trong vòng là 20 ngày làm việc đúng không ở đây không biết người ta có biết không nhỉ nhưng thông thường thì khách hàng của mình sẽ nhận được trong vòng từ 10 đến 12 ngày sau khi mà cái tài khoản của các bạn được mở đúng không nào à, thì các bạn hoàn toàn có thể thẻ và cốt của các bạn sẽ được chuyển qua bưu uh, điện về nhà à, vì vậy cho nên mà các bạn ghi cần ghi địa chỉ của các bạn cần chính xác rõ ràng càng tốt đúng không nào để khỏi thất lạc uh, cái thẻ và cái cốt của các bạn nó rất là quan trọng trong cái quá trình bảo mật, đúng không nào? bảo mật cái tài khoản của các bạn thế thôi đúng không? và đấy là đây đây là những cái bước mà mình và các bạn nhận được, đúng không nào? và cần làm thứ nhất là mình các bạn sẽ liên lạc với mình và mình sẽ gửi thư giới thiệu và bạn và sau đấy là các bạn dùng cái thư giới thiệu này các bạn mở ngân hàng Hello Bank khi mở thì sẽ hiện ra cái phần thông tin cá nhân của người mà giới thiệu của các bạn Vì vậy cho nên mà các bạn cần phải làm đúng theo cái bước đấy Và các bạn không điều chỉnh gì Trong cái quá trình uh, mở cả Bởi vì là cái uh, thông tin uh, Cá nhân của người giới thiệu Nó đã fixe Nó đã đặt như thế rồi Và nếu như các bạn điều chỉnh thì các bạn vô tình là sẽ hồ sơ của bạn không hợp lệ và các bạn sẽ không nhận được 50 Euro từ mình nữa đúng không nào thì ở đây nếu như các bạn mong muốn uh, mở ngân hàng Hello Bank thì các bạn hoàn toàn có thể inbox cho mình ngay từ bây giờ nhé Ok và cái video này kết thúc tại đây Xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau Và đừng kênh à, Các bạn có thể thấy cái video này bổ ích Thì các bạn có thể mua cho mình cốc cà phê Hoặc là các bạn có thể like Hoặc là các bạn có thể giới thiệu các bạn khác vào à, Chỉ ít là đăng ký kênh để cập nhật những cái video bổ ích khác về ngân hàng tài chính đầu tư và những cái video về thủ tục hành chính của du học sinh và những cái video về bài học tiếng pháp nữa Nào, nếu như các bạn mong muốn học những cái bài học tiếng pháp khác thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên với mình và tất cả mọi cái mong muốn của các bạn đều inbox qua mình qua facebook chạm ngôn ngữ mà mình đã để phía dưới phần mô tả phía dưới video hoặc là các bạn có thể like Page ngân hàng online Đầu tư tài chính tại Pháp để cập nhật Những cái thông tin chi tiết Và inbox cho mình Nếu như các bạn mong muốn mở Ok và cái video này kết thúc tại đây Xin chào hẹn gặp lại các bạn Trong cái video lần sau Bye bye